là một số anh em đã cảm thấy rằng mệt mỏi trong cái vấn đề mà giữa những người chống cộng mà cứ chống với nhau. Thì về vấn đề này, nó nói đến cái chữ là đoàn kết của người tị nạn cộng sản. Thì nếu với tư cách là một nhà báo, với cái tinh thần chống cộng, anh có cái điều gì để nói về cái chữ đoàn kết này thưa anh? Phải nói rằng á, Việt Cộng nó tung ra 500 triệu, 300 triệu hay là hơn nữa bao nhiêu thì cái con số này chúng ta thật sự không ai biết được. Tuy nhiên đối với Cộng sản thì Cộng sản nó chủ trương các cơ quan ngôn luận, các cơ quan truyền thông đều tập trung ở trong tay nhà nước. Do đó bọn cán bộ Việt Cộng nó nằm vùng ở tại hải ngoại hay là những cái người đã đón gió trở cờ được sự tiếp tay của Cộng sản qua một nguồn tài trợ nào đó, bao nhiêu tiền tôi không đặt ra, nhưng mà chắc chắn là Cộng sản nó có làm điều này để nó gây sự chia rẽ, nó tạo sự mâu thuẫn trong lòng người Việt quốc gia, để nó chia năm xẻ bảy cộng đồng người Việt quốc gia. Anh em nên, mà tại sao nó làm như vậy? Nó làm như vậy là nó sợ người Việt quốc gia là một khối, tức là người Việt quốc gia là một khối đoàn kết, bởi vì đoàn kết mới là tạo sức mạnh. Trong tình hình người Việt hải ngoại mình ở khắp nơi, không riêng gì tại San Jose hay là tại Nam Cali, có nhiều đoàn thể, có nhiều ban đại diện cộng đồng. Phải nói đây là một cái sự thật hết sức là đau lòng. Tuy nhiên theo tôi nghĩ đó, cái người Việt quốc gia mình đó, ở cái vào cái lứa tuổi của chúng tôi hay là những cái thành phần thế trẻ hệ trẻ được cha ông huấn luyện sau này, họ đã ý thức được đâu là chánh nghĩa, đâu là gian tà. Thì cái vấn đề mà chánh nghĩa đó sẽ nằm về phía cái ban đại diện cộng đồng mà được người Việt người ta yểm trợ. Mà muốn biết cái ban đại diện nào là ban đại diện chánh nghĩa thì nhìn những cái sinh hoạt của họ khi họ mời gọi người ta được lợi đông, tham gia đông đảo, thì đó là chánh nghĩa về nằm phía đó. Bên cạnh cái sự đau lòng đó, nó cũng có một cái để cho chúng ta thấy rằng nó nhận diện, nó lộ ra những cái bộ mặt nay đã thay đổi rồi, đã có ý như là kêu là hòa giải, hòa hợp Việt Cộng, muốn bắt tay Việt Cộng. Là một cái chuyện buồn, nhưng mà trong tất cả những chuyện buồn nào, sau đó đó người ta bình tâm, người ta nghĩ lại, nó cũng có cái điều để người ta học hỏi được những kinh nghiệm. Thì mong rằng sự chia rẽ trong cộng đồng mình có, nhưng mà đối với tôi đó là thí dụ trong 100 người thì chỉ có 5-10 người, 20 người là đi theo cái đám mà quấy rối mà thôi, còn 80 người, 70 người vẫn đi theo cái chánh nghĩa. Cái điều này nó được chứng minh không phải ngày hôm nay, nghị quyết 36 nó có, mà trong 35 năm nay rồi, ngọn cờ vàng quốc gia của chúng ta lúc nào cũng được dương cao hết. Trong lúc đó thì cậu rất muốn có cờ đó sẽ đẹp đi, thì cái điều cho thấy có chia rẽ thật sự, có đám buồn thật sự, nhưng mà chánh nghĩa vẫn là đại đa số. Nên chúng ta phải biết dè dặt cân nhắc khi mà quyết định làm một việc gì đó đối với sự kêu gọi của các ban đại diện cộng đồng hay các tổ chức. Tôi là tôi nghĩ như vậy. Nếu cần phải nói một điều gì đó theo anh là quan trọng nhất để giữ vững được cái sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại San Jose mà đã có những lần tập hợp 5-10 ngàn con người, thì anh nói lên điều gì thưa anh? Theo tôi nghĩ đó, mình muốn giữ được đoàn kết, mình muốn làm việc có kết quả thì làm con người đó, chúng ta trước hết phải thành thật với chính mình. Bởi vì chúng ta thành thật với chính chúng ta thì chúng ta mới biết được cái yếu điểm của mình, cái ưu điểm của kẻ khác. Mà nếu chúng ta biết được cái yếu điểm của mình, cái khuyết điểm của kẻ khác, hoặc là khuyết điểm của mình, cái ưu điểm của kẻ khác, thì chúng ta mới nói tới chuyện đoàn kết được. Nên điều tôi muốn nói là nếu những người Việt quốc gia chân chính, là chúng ta phải dứt khoát thấy những người nào, những bọn nào, những tổ chức, những đoàn thể, những cơ quan, những ban đại diện nào đã không đi đúng theo đúng với tinh thần của người tị nạn cách đây 35 năm thì chúng ta nên xa rời họ thôi, chứ cũng không nên lên tiếng mà đánh phá, cũng không nên mà nói những lời này lời kia để tạo thêm cái sự bất ổn trong cộng đồng. Thứ nhất, Minh Dương để trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là cái show như là Minh Dương đã trình bày với quý vị. Minh Dương ra để mục đích chính đó là phục vụ cộng đồng và đem tiếng nói của mình. Khi mà thấy khu vực 7 không có tiếng nói để đại diện cho người dân mình, thì Minh Dương thấy khu vực 8 là cơ hội để ra để phục vụ. Vì vậy cho nên với cái tâm nguyện và nhiệt huyết đó, Minh Dương dẫn một trước sau như một, đó là mục tiêu chính là để phục vụ cho cộng đồng. Và thứ hai là những cái lời đồn như là Minh Dương chưa có bao giờ được bầu ra đắc
cử vào chức thượng nghị sĩ sinh viên toàn trường tại UC Berkeley thì Minh Dương xin đến với ngày hôm nay. Sự thật là Minh Dương đã có, và nếu quý vị đi lên trên mạng vietland.net, quý vị sẽ thấy một cái bản copy bản thôi nói cái sách Thách Có Chứng, và đó là cái bản copy và hình của Minh Dương cùng với 19 thượng nghị sĩ sinh viên toàn trường khác vào năm 1998-99 tại trường UC Berkeley. Đó là cái điều thiết thực không ai có thể nói được, đó là một tin đồn thôi. Và nếu quý vị muốn, quý vị có thể đến đó để coi những mặt chứng. Chính tại Phúc Stem, kính thưa quý vị, khi Minh Dương qua Mỹ lúc đó Minh Dương chỉ có 11 tuổi thôi, và mới bước chân ráo đến Hoa Kỳ thì Minh Dương không có biết tiếng Mỹ, không biết điều luật. Và lúc đó thì cha mẹ của Minh Dương rất là nghèo đến nỗi mà nếu mà cái tháng đó không có tiền thì gia đình của Minh Dương phải ra ngoài đường. Thì Minh Dương là một người trẻ, Minh Dương thấy cha mẹ của mình, tuy cha mẹ của mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng sao mình có thể giúp cha mẹ của mình để thoát ra một cái sự khó khăn đó. Thì Minh Dương nghĩ ra Phúc Stem cũng là tiền, và tiền mà cũng là tiền, tại sao mình không đổi ra để mà mua dùng Phúc Stem để mua đồ ăn, và cứ đổi ra tiền mặt để trả tiền nhà đi. Thì mọi người đều thắng. Minh Dương với một cái khối óc trẻ non dại như thời đó thì Minh Dương đã làm cái công việc đó. Tuy nhiên sau khi mà Minh Dương nói chuyện với số cô hàng xóm thì mấy cô đó là cái đất cao không thể làm được, và từ đó Minh Dương đã chấm dứt cái việc làm đó. Và Minh Dương nghĩ rằng một cái cuộc sống khó khăn như vậy, vì đó cho nên Minh Dương nghĩ rằng làm sao để mình có thể cố gắng vươn lên. Và Minh Dương nghĩ rằng cái đường học vấn là một con đường chính mà có thể tạo cho mình cơ hội để thoát ra cái cảnh hiểm nghèo. Vì vậy cho nên Minh Dương đã cố gắng học và đã đậu thủ khoa tại trường UC Berkeley. Minh Dương nghĩ rằng cái cuộc mà chúng ta có nhiều ứng cử viên, thật ra nếu mà chúng ta nghĩ cái cùng đó, nếu mà chúng ta tính một bài toán, đây là một cuộc tranh cử rất là đặc biệt, và đây là một cuộc tranh cử đối với một người để thay thế là một người đương nhiệm. Và nếu chúng ta tính ra một bài toán ngẫm nghĩ một vài giây mà chúng ta đánh đầu, và chúng ta tính những người ứng cử viên ra để mà mỗi người để đi kiếm những cái người cử tri của riêng của mình, có những người sẽ thích một ứng cử viên A, những người sẽ thích những ứng cử viên B, và tất cả ứng cử viên đối với người đương nhiệm, mỗi người chúng ta đi kiếm phiếu thì chúng ta sẽ có một đại đa số, và chúng ta sẽ thắng được, lật đảo một cái tình trạng là cái người đương nhiệm sẽ không được 50% cộng một phiếu để thắng luôn. Vì vậy cho nên chúng ta cái vấn đề mà chúng ta điều lợi là chúng ta có nhiều ứng cử viên là một điều tốt, và chúng ta có thể làm cái tình trạng là người đương nhiệm sẽ không có được 50% cộng một, và sau đó cái người sáng giá nhất sẽ đi vào vòng chính với người đương nhiệm đó. Và Minh Dương tin rằng là một người trẻ và với năng động, cũng như là tuy những cái tin đồn không đúng, Minh Dương đã tham gia sinh hoạt cộng đồng, Minh Dương đã từng tranh đấu từ Lê Đông Sài Gòn, từng là những người cầm những cái thùng để có những cái buổi trưng cầu dân ý, và nộp những cái bản trưng cầu dân ý đó lên Hội đồng thành phố để đưa ra cái tên Lê Đông Sài Gòn. Và từ cái Lê Đông Sài Gòn cho đến Hoàng Sa, cho đến Mỹ Văn Bãi, cho đến cái vụ bãi nhiệm, cho đến những cái buổi thiện nguyện phục vụ cho những phong và những cái sinh hoạt khác, nhiều sinh hoạt khác mà Minh Dương thực hiện cũng đủ giờ đã ở đây. Cho nên những cái lời đồn mà Minh Dương không sinh hoạt cộng đồng đó là những điều là sai. Và Minh Dương nếu mà nói cái cùng có về phần trăm sinh hoạt cộng đồng thì đối với cái đứa tuổi của Minh Dương sinh hoạt có thể nói là vượt qua thời gian của Minh Dương có đối với cái đứa tuổi Minh Dương. Và vì vậy Minh Dương tin rằng với cái khả năng của mình có thể đối đáp khi mà chấp vấn, cũng như là đi vào những cái cuộc hội luận đối với những người đương nhiệm, khi Minh Dương đi vào vòng chung kết, Minh Dương có khả năng thắng được cái người đương nhiệm, và đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì hiện nay có một vài ứng cử viên, nhưng một người ứng cử viên đó cần phải được sự ủng hộ của dòng chính, cần phải được sự ủng hộ của bên cộng đồng Mỹ và Đảng Cộng Hòa để có thể thắng. Và sau khi thắng rồi, cần phải làm gì, có khả năng hay không để thắng người đương nhiệm hay không. Minh Dương tin rằng là một người giới trẻ lớn lên tại đây, lớn lên tại Hoa Kỳ và được đào tạo qua trường lớp, cũng như đã thực tập qua những cái cuộc tranh cử từ trường lớp, lúc từ high school cho đến đại học. Minh Dương tin rằng Minh Dương rất có khả năng để thắng được người đương nhiệm này. Rất là tốt cho Minh Dương. Ngày hôm nay, ông chủ tịch Trương Hoan Sĩ của Trung ương Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ sẽ đến tham dự cuộc họp này, và sẽ chứng minh là cái điều đó là sẽ
sự thật. Sự bổ nhiệm của chủ tịch Trương Quang Sĩ đối với Minh Dương là sự thật, và Minh Dương là chủ tịch của Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ tại quốc hội Santa Clara, và ngày hôm nay sẽ chứng minh và những cái điều đó sẽ là sự thật và đã là sự thật, và sẽ đánh tan tất cả những cái sự ưu tư cũng như là những cái thắc mắc của tất cả những cử tri.